Dạ, cậu đang làm gì vậy? Đang nắng mụn, giờ này da mụn quá mụn rồi. Trời đất thánh thần thiên đụng ơi, ông nhìn lại cái lứa tuổi của ông đi ông Thông. Bây giờ gặp 40 mấy tuổi rồi, mà ông là hai còn trẻ nó nặng mụn nữa. Ừ đồ. Các bà lãnh bà đè tôi ra bà nặng mụn. Rồi. Bà mụn đầu đen nhóc hết chứ. Còn biết nó sáng giờ tôi mét là gì? Sáng nói nó đi đâu đó, biết nó đâu. Ôi, còn với cái suốt ngày làm thì không lo làm. Chị Phương ơi, mẹ mới về. Mới vừa nhắc về tới liền không? Còn mày đi đâu mà sáng giờ vậy Bin? Con qua nhà bạn gái con. Qua nhà bạn gái nó. Ông thấy chưa? Ông thấy con trai con nó có hiếu chưa? Thấy ghê không? Nó có hiếu với bạn gái nó thấy sợ luôn. Mình nó thì chưa bao giờ mà thấy nó thăm mình vậy. Còn con gái nó qua nhà sáng giờ. Mới sáng sớm mở mắt cái đi qua nhà bạn gái. Đẻ đau. Đẻ đau gì? Tối ngày con ở nhà với mẹ không đi đâu đâu. Thì lâu lâu cũng phải qua thăm bạn gái con chứ. Trời ơi. Tao nói cho mày nghe nghe Bin. Nha. Lớn rồi bây giờ con có 10-20 tuổi đầu rồi còn gì nữa. Sao mà suốt ngày ăn không đi làm như vậy? Con nào dám lấy mày? Con nó lấy đó. Mày chắc nó dám lấy mày không? Sao không? Trời ơi, làm biến này nhớt thay. Chắc quen mày được vài bữa. Ủa à, cha mẹ kỳ. Có đó là con nào? Con Hương xứng dưới á. Ngư xứng dưới hả? Con bà Chính á. Con ai? Con bà Chính. Ôi, gia đình nó có tốt lành đâu mà quen mày ơi. Ôi. Tao nói rồi là không có lấy riết gì hết trơn á. Rồi sau này làm cái tiền đi, mày kiếm chỗ khác mày cưới cho. Ôi con muốn cưới không? Cái gia đình đó là tao không muốn làm xui rồi. Tao với mẹ Chính không có hợp. Quen ngay là lựa người mà quen, lựa ngay cái gia đình mà không có hợp với nhau không à. Nhưng mà con thương thương mà. Thương gì mà thương? Hả? Mày thấy cái miệng mẹ Chính không? Dài thế thì mới tới bắp tay luôn. Thì con nhỏ con nó có hơn mẹ vậy, con nó có hiền. Giờ Hư kêu con qua hỏi Thư. Cái gì? Qua hỏi Thư. Cái gì? Con đang bình tĩnh không Bin? Bình tĩnh mà. Đang bình tĩnh. Sáng con thuốc kìa. Nó mới nói gì không? Con đợi đi hỏi cưới. Tiền đâu hỏi con? Thì tiền của mẹ đó. Trời ơi. Trời ơi, tao còn tao ít sổ miếng tao với ổng dưỡng già. Bây giờ đi lấy vợ cho mày, tao với ổng xúc đắc lên ăn hả? Trong khi đó không làm cái đồng bạc đâu. Thì giờ mẹ lấy vợ, cha mẹ lấy vợ con đi, con đi về con làm. Lấy vợ cho mày thì mày làm. Mày làm gì, mày làm với con vợ mày hả? Làm biến. Hai đứa làm biến. Biến đâu, thì giờ con có động lực con làm hơn. Ôi. Cái câu người ta nghe quen quá trời rồi, lấy vợ có động lực làm. Hay là mày lấy vợ rồi mày có con cái mày báo cho tao với ba mày nữa. Không báo đâu. Mày không báo. Ôi, con với cái suốt ngày. Nhưng mà con muốn ăn chưa no, lo chưa tới thì mũi chưa sạch. Nhằm kia hết vị sáng chưa kìa, không chịu đánh răng nữa. Là biến này như quỷ sứ nhất cây. Mày đặt lấy vợ, trời ơi, nghe cái ứa đắt ghê đó. Vậy? Đi mà. Đi đâu? Đi hỏi. Đi hỏi vợ nó làm như là đi... Làm như kiểu mua dịch con gà về nhà mà mặn cái rồi đem ra ăn vậy. Dễ đơn giản cái Trang nói chuyện cái đơn giản không ha. Ngày xưa tao ba mày lấy nhau trải qua 100 cay ngàn khổ. Ôi ơi, bà nội mày ngày xưa cũng khó lắm. Tao quyết định tao trốn cho ba mày á. Nói vợ cho mày. Ông mà nó tính gì là con được không? Tính gì? Không ấy giờ mày dắt nó đi. Nhà đợi chưa đỡ đóng tiền. Kỳ quá à. Tự dắt gái người ta. Chờ sao không? Trời ơi, tao ngày xưa không trốn cho ba mày này chứ đâu. Mới xin lỗi lòi cho mày đó. Mày phải học theo ba mày. Ngày xưa tao cũng dắt mẹ mày theo nè. Ừ. Đồng bạc nào đâu. Con gái giờ nó không có chịu đâu. Sao không chịu? Nó thương mày thì nó đầu nó cũng lết xác, bây giờ mày làm gì không chịu. Được hết, mày dùng Mỹ Nam kế mày dụ cho mày nói cho mẹ. Đã theo hết. Cho con trai mày cũng đẹp trai mà con. Nhưng mà con có tiền. Cái gì? Con có tiền. Sao mày đánh thẳng cái tâm lý của mẹ mày vậy? Nói chung á là bây giờ đi vậy nè. Là không có tiền. Nó mệt quá ai chừng nào làm đi rồi tôi cứ vợ cho. Nhưng mà con muốn mấy liền à. Làm gán làm đi năm sau, rồi cuối năm nay đi rồi gom được mớ, kiếm được mớ rồi dành dụm rồi ba mẹ cho mớ lấy. Ôi, con muốn lấy liền à. Quan trọng tiền đâu mà lấy cho mày. Mày có hiểu không? Giờ con muốn lấy vợ, mình kiếm cho mình hỏi đi. Hỏi cho nó đi, chứ sao giờ? Thì hỏi trước đi, mốt cưới cũng được. Sao không? Lấy vợ. Quan trọng là bây giờ phải đi hỏi tiền. Tôi không biết sao, nói sẽ sao vậy thì. Sao giờ lấy cái mặt không mà bẩn. Em không lấy, lấy lý gì thì nào làm đi rồi mày lấy cho. Không cưới hỏi gì hết trơn á, dắt đi. Đúng rồi, giờ mẹ cưới không? Không. Mẹ không cưới con đốt nhà đó. Cái gì con, bữa nay con chưa lớn. Đốt nhà đâu, luôn. Con chưa lớn gì vậy con? Chưa. Có cái nhà ba mẹ ở đó con. Chưa, chẳng nào đốt nhà luôn kìa. Giờ có cưới không?
ê cái này nhà trọ nha mày, đốt nha. Luôn rồi mình đốt rồi người ta đền rồi sao người ta vô chẳng mày ngồi nha, bốc lịch với con chưa đủ tuổi ngồi, bây giờ mày 20 tuổi mà chưa đủ tuổi, mày muốn bao nhiêu tuổi nào ơi, không có giận ơi trời ơi không mẹ không lấy hả, con bỏ nhà đi heo luôn. Ôi trời sao mình nó muốn vợ tới nóc dựng miếng là thiệt luôn á. Rồi đi đâu tính gì giờ không có đùm một cái đồ lấy vợ cũng gì sao thôi để lát ba má tính nhớ gì đâu coi thế coi ôi đâu nhiều vậy hả gì đâu nhiều vậy nhận giả rồi sao đuôi cho người ta được cái gì sao không được hả, ví dụ như mà đem đèn bảo mà cho người ta còn ai đâu mà biết vàng thiệt hay vàng giả, cái lá đem đi ra vào tiệm vàng nó kiểm định thì những cái cho vàng giả kỳ quá à. Sao không sao kỳ kỳ chứ nào chắc khúc đó chứ tiền đâu mà cưới vợ cho mày, nghe là mẹ mới tính cho được không? Được mày cứ yên để mẹ mày tính, nó cái vàng giả nhìn nó giống thiệt mà. Chứ sao vàng tôi gì đây vàng tôi với ông đi đám không nè, đi đám thì để dành má dành để dành má mua mới đi đám cái tiệc đó không. Rồi tao lại tới đám của ai biết tao đi vàng giả đâu. Thấy gì vàng giả với mắc tiền đó nghe con. Mấy chục ngàn nữa không phải đơn giản đâu. Lát cho tôi chiếc tôi đeo luôn nè. Nè đem chiếc vô đi. Ôi đẹp dữ mẹ. Ừ chứ sao. Ủa đẹp quá ha. Rồi thay đồ đi. Nhà vậy đó đâu. Nhà ở dưới sân dưới á. Nhà bà chính á. Rồi tao biết con mẹ đó rồi. Thay đồ đi còn mày nói cho mẹ nó chưa? Nói rồi, cũng điện nói rồi. Đâu bữa nay qua phải không? Dạ. Ôi, còn với cái muốn vợ còn hơn ông rồi đó, hồi xưa muốn tôi tranh thủ thay đồ nữa nha. Qua sống chơi đi nè. Rồi. Trời ơi, ông làm gì vậy? Hả? Gì là gì? 40 mấy tuổi đầu rồi mình già cả mà không biết mặc áo thì lè lẹt chói sáng. Trời ơi, mình đi cưới cho ông mặc cho hai coi. Ông hỏi vợ con, ông làm gì hỏi vợ cho ông vậy? Hỏi vợ cho con mình phải ăn ngoài. Thôi đi lẻ đây nè. Hiểu không? Nhanh đi. Ê, nó nghe nè. Gì vậy? Bà nói tôi lè lẹt, bà mặc đồ đi chơi công công luôn á. Có nào? Đi đua công công luôn á. Bộ đồ này ăn xưng đưa tôi mượn nè. Bộ lẻ lẹt hơn tôi nữa. Hả? Tôi nói mặt này cho thời trang không cắt. Được mà thì được mà. Bà làm cái gì quá à? Ai nhìn bà? Vậy? Ôi tao biết đâu tôi mượn đồ của Sơn bạn đó, có bộ nào rồi cho trẻ cho cô bạn mượn đi, nó đưa tôi bộ này nữa, nó là trẻ bộ này trẻ rồi đi lẹ đi. Ê đúng nha, hai bộ đồ này hợp đúng nè. Ôi hợp quá ha. Thôi giờ bữa hai chồng mình hấp hôn đi chồng. Bà bớt đi, đúng mấy tuổi hấp bây giờ bên nó cũng sắp lấy vợ rồi thì bây giờ thì mình cũng phải kiếm thêm đứa nhỏ nào giờ không nghỉ chứ nữa nó bỏ tôi với ông đi vậy. Bên nè, nghe nè. Đã xong chưa? Xong rồi. Rồi đi. Ủa sao nay nhà bằng đi nó nói qua nhà qua nói chuyện mà sao tới giờ mình chưa lâu lắm quá trời lâu lắm luôn á. Ủa có trời dạ. Ơi tới rồi hả, ba mẹ đâu? Dạ ba mẹ con ngoài trước á, ba mẹ nói mấy câu song song vô thì nó kỳ cho nên đứng ngoài trước đợi. À kỳ cái gì mà kỳ, sắp thành một người một nhà mà kỳ gì, cái mời ba mẹ vô lẹ đi con. Dạ, sao đâu con không kêu ba mẹ vô đi. Ba mẹ ơi xin xếp xếp lại đi ông. Rồi kỳ cái gì mà kỳ không biết là thiệt tình đó trời. Chào anh chị mới qua. Ờ vô đi đây nè bà ơi. Chào anh. Vợ nó vô sao? Dạ em chào anh chị. Dạ vô lễ quá, mang đi vô đi hút, vô kìm quá. Thôi, sẵn nguyên cái gì, nguyên cái sụt này để vô luôn đi. Cho nó đẹp chứ tháo bà chị hợp lắm. Nói chung á là ngày hôm nay á là chắc chị cũng nghe là Minh con tôi á là nó thích gái chị. Nó kêu vợ chồng về công việc về nhà làm giặt làm dằn, nó kêu là phải bắt buộc phải gả cho nó đi cưới vợ cho nó liền chứ nó làm ầm là mỹ lên vợ chồng tôi nói chung là cũng khó xử lắm. Giờ không cái phải chọn ngày làm nó tốt mới qua hỏi được, chứ giờ không có qua liền mà nói bên chị là cho phép đồng ý rồi tôi mới qua rồi tôi mới giống qua đó. Cho nên là sáng hai chồng trước khi chuẩn bị gì hết trơn, hai chồng mặc xương xương đơn giản là không cần chuẩn bị gì hết trơn, trước khi làm tóc làm tay vậy. Hai bộ đồ là giản dị nhất ở trong nhà em mà. Chứ mà không có bộ đồ nào mà giản dị hơn vậy chứ. Rồi giống mấy người giản dị quá. Em mặc là giản dị nhất trong nhà đó chứ không còn bộ nào giản dị hơn đó chứ anh chị. Dạ. Quá là giản dị nha. Giống mấy người giản dị quá. Ôi lẽ đứng đây nói chuyện hoài chị mở chừng lắm rồi đó.
bậy quá là chị vô mời, chị vô ngồi nha, anh tháo bước cho nó đó, nó vô đây ngồi luôn đi, trời tháo ra chị, cái sụt của người ta vậy mà nhiều khi chị tháo ra cái nó kỳ lắm, trời ơi gắt được kìa, thấy chưa, chết thì chết, thấy chưa, trời ơi thiệt á, chứ nó mày cắt miếng thôi, nó không sao đâu, trời ơi về mai lại em, về mai lại về mai, đi đây ngồi chị tháo ra, mình cho người em cầm người thôi, chị mặc đồ hơi nó hơi bự á, chứ chị ngồi ngoài đi cho nó tiện vậy thôi. Thôi cho mẹ chăm đi. Cho mẹ chăm đi. Rồi cẩn thận chị. Thôi thôi, ra ngoài nha. Bắt chờ không chị. Không có chạy đâu chị, không sao đâu. Anh chị thoải mái tự nhiên đi. Anh gọi chó. Tính ra chị với tuổi đây chị? Tôi nay mới 40 mấy à. À 40 mấy vậy hả? Hèn gì mặt vàng với quỷ. Không có, ý là nói chuyện vẫn còn trẻ, có mấy bậc trẻ ra ha. Nói chuyện nó duyên nghe luôn á, trời. Anh đây nhiêu tuổi rồi? Mới có 45 tuổi hả? À, tính anh lớn hơn chồng em tới 5 tuổi nha. 240 hả? 240 hả? À, mà thánh thật rồi, không nói đâu, cũng biết đâu. Nhìn đủ năm mấy không á? Bác ơi hả? Nhìn chứng chạc đúng không? Trời nhìn kìa, anh thấy gâu như chẳng chạc ai như này đâu. Nói chung là gia đình công nhân thôi mà chị ơi, cho nên là ta mới chạy, cho nên là hai cậu hơi già tiếp tuổi một xíu. Tôi cũng muốn chạy dữ lắm nè. Hèn gì mà chị gỗ không? Không có gì vậy bạn? Ý là phải chị ơi, tại vì hồi đó nhà nghèo quá, không có tiền để trị mụn, chị hiểu không? Có thiền chơi cho nó sổ ra bao nhiêu cái độc tố nó ra hết đi rồi mình sống dai, mình sống khỏe nha. Trời nhìn chị thì có nhìn giống như cái mấy màu tôi nuôi dưới quê á. Không phải, con cá nó đẹp. Đúng không chị? Lúc anh vậy thì có duyên ra là anh chịu nước. Tính ra là hai Trang như hai chồng người tân hôn nhanh. Hai cái ly nhỏ xíu luôn. Hai cái ly nhỏ dễ sợ. Nhưng kiểu như là mình bến khách đó chị. Ừ. Dạ không chị? Ở đây vợ chồng tôi mến khách lắm, mình nhường mấy ly bự cho khách uống. Hai chồng uống ly nhỏ. Mà tôi nói nha, vô thẳng đề luôn chứ lăng quăng lẩn quẩn chi nó mệt. Đúng đêm rồi. Dài lắm mộng mà. Bây giờ mình vô thẳng đề luôn nha. Hôm nay là tôi qua. Dạ, cái gì vậy? Họ cưới chồng chị cho tôi. Ôi trời ơi, cái chuyện gì không? Cái đầu quốc bà nhộn mà làm vô vợ tôi. Ủa, không chị ha. Có tôi có bà xã tôi rồi, chứ không có mà đi bước không có, không có, tôi hết hồn. Tôi đâu qua đây họ cưới tôi. Tôi mừng. Chứ anh già đi. Anh già muốn chết ai đâu mà đẹp lấy nữa mà. Mẹ ơi. Cái gì mà hoài cái biến cái chuyện. Đã biết mẹ liệu đừng làm vậy con. Nói chung là vô trong đây làm nhìn lẳng đèn đi là họ cưới gái gì cho con trai tôi. Ừ. Đó thì trai lớn lấy vợ nó lấy chồng đúng không? Đó cho nên là ngày hôm nay á thì từ nhỏ nó mới nó thương nhau vậy rồi thì mình cho nó lớn với nhau luôn. Tất nhiên rồi chị ơi, bây giờ nó thương nhau mình không cho nó đến nhau muốn trốn đi cũng vậy à. Đúng rồi. Mặt con chị giống mấy đứa mà hay dụ dỗ con ta đi vậy đó. Tôi nói chơi mà thiệt, nhiều khi nó chơi dính thiệt không? Nhưng mà phải coi lại thôi, con mình có tháo bé dễ thương mà con mình nó có chịu hay hợp lý hay không, mình sao mình biết được. Mà mình đi qua mình làm cái mà không? Mà con chị đâu chị? Nó đang ở trong nó đợi, nó mặc ra đây. Nó đang sửa soạn trong đó đợi á chị. À, chị đang mặc áo dài lượn qua biết người mà ba mẹ chồng tương lai qua dặm hỏi cho nên là mặc áo dài sao cho đẹp, lỡ mà người ta có cho gì đó đeo lên cho đẹp không? Có chứ. Ủa có hả? Ông đeo em nha. Nãy giờ thấy gì tay không biết gì đâu, trời ơi. Thì nói chung á là hai vợ chồng á cũng có bao nhiêu. Thì nói chung á là làm được nhiều dành dựng cho con thì thôi chứ có gì đâu. Dành cho nó không có nhiều chứ. Không mấy để tôi nhiều nó ra. Làm nãy giờ kẹp mỗi nách cũng chết luôn, không dám mà vô, không dám dở nách ra luôn. Không mấy để tôi kêu nó ra nha. Phải thoải mái. Cái này tôi không dám nhận thiệt. Kêu nó ra. Tôi hiểu lầm nãy giờ tôi tưởng đi cái mặt không qua không chết tay ngần. Thư ơi. Dạ. Thư ơi ra nó nghe nè, ra nè con ơi. Ơi. Chào hai bác. Đây thằng bé đúng không đi? Gái của tôi anh chị. Gái gì đó. Da trắng trẻo nọn nè. Nhìn là biết gái anh rồi, đi cha đi cha đó luôn. Là sao? Mà con giống cha giống ai chị? Ừ thì nó giống cha, nó giống hàng sớm chứ tôi còn yên nè. Dạ. Thì bởi vì mới nói giống cha đó.
có giống mẹ như thế nào không ta? Không, trời ơi đẹp vậy chứ, sống chết thì không đường nào. Mẹ ông này thiệt chứ trời. Không, nghe tôi không. Ôi, có gì nói gì đâu, thì giỡn tôi vui thôi. Giỡn vui đúng không? Giỡn vậy vui luôn. Ủa thì chứ mình hai bên xui giao muốn sau này nói chuyện vui vẻ mà. Đúng rồi. Giang rồi vô. Bên mình có đứa con mà. Thì nói chung á là bên nhà tôi không có gì, thì cũng có khoảng xương xương cũng 10 cây không ha? Gì 10 cây, nhìn như đây là sao 10 cây được chị? Trời ơi, dạng cái dạng đặc mà chị. Trời ơi, một chiếc này chị thấy nặng không? Nè không? Trời ơi, dạng đặc luôn nè. Chị thấy gì chứ nặng lắm á chị. Chị cầm, chị cầm thử coi. Ờ. Ồ, cũng nặng á. Chị sao nó dính gì mà vàng vàng hả chị? Vàng không dính vàng, nó dính màu trắng chị. Nè, nó dính ra cái tay tôi, nó vàng vàng nè. Hay để với nhau nó... Ờ, đâu có gì. Nhau cái gì đó. Đúng rồi. Biết sao không? Vàng này á là vàng ở... Bây giờ tôi dưới quê, tôi mua vàng dưới quê không ạ? À, vàng phố và dưới quê nó khác nhau, thành phố màu nó hơi trắng một xíu, còn dưới quê ra. Dưới quê màu nó hơi... Ở dưới quê màu trắng hơi xíu, còn cái thành phố màu nó hơi vàng. À, vậy nó đi có cắn thử một ghế nha. Ừ, vô lại thấy thử rồi. Chẳng thiệt đó, chẳng thiệt đó là giả hả? Đó, tôi đó nó vàng vàng. Vàng à. Ủa, chị nói thấy giận quá à. Tôi này để tôi thấy vàng vàng, chị nó dính cái gì tôi hỏi vậy thôi à. Làm gì có. Đẹp ha. Chị dạ. Có gông mẻ gần chị. Ồ, nhưng mà tôi không có tiện nhận thiệt. Mấy tôi ngại, không có tiện nhận. Thì có gì đâu, không, đâu có cho chị đâu vậy. Dạ, cái này cho con giấu tôi. Nhìn như đủ rồi chị. Chị nói chung á là... Ủa sao giấu vô vậy anh? Ủa chưa mà, chưa đồng ý mà. Chưa mà chị nào chân đồng ý thì mình nghe đẹp chân đây cho đẹp. À, à chú muốn chân nữa hả? À. Xin nghỉ chân ra đi. Lỡ lỡ hàng xóm đi ngang thấy nó cũng nở mày nở mặt. Ủa mà sao không chiếc bông vậy chị? À. Sao có chiếc bông vậy? Không chiếc đâu mẹ, không chiếc đâu. Chị đi đứng nó lọt đường, lọt được đường rồi nha. Dạ lúc mày sổ cho mày để về hay sao mày? Trời à, không sao đâu. Trời đỡ cưới cho lại mà. Ủa cái bông đẹp ghê này mà tôi đeo lên đẹp dữ lắm rồi. Ê chị nhà nó dâu dâu tôi chị. Dạ. Thì là hỏng. Cái bông này nó trẻ, chị đeo không có hợp. Ê cái bộ này đẹp quá, con về nữa, chia cho mẹ nha. Cưới là tay mẹ. Ôi bớt mê mà dạ chị. Nó hỏi em mà anh chị coi sao là nghe nhà cưới đeo xui lắm chị. Dạ cho cô dâu đeo thôi chứ chị. Cô dâu đeo hả? À? Ông mới để tôi cưới chồng chị ấy. Trời ơi mình giỡn với nhau vui một xíu. Tôi biết mà chứ chị làm gì, chị nó phải ngu chồng tôi. Ơ lâu 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 không có làm gì mà chồng tôi với chị làm gì có chuyện đó. Đúng rồi, nói thì nói mà. Trời ơi, mình cũng phải giữ kẻ nhau ha. Đúng rồi. Hôm nay tối có gì mai mốt mình hẹn nhau riêng. Ủa, tôi mới lỡ lời với nhau. Bà suốt. Bây giờ là mày không biết phải con chị là con gì con ruột quá anh xui đó. Ê cái đó bậy nha, cái mặt y chang hai cha con mặt y gan nhau chị á. Trời ơi không ấy mình vô lễ chứ giờ mình nói hoài hội ra tới Mỹ luôn. À, trời ơi nãy giờ nói chuyện giỡn là vui như đủ vui rồi. Ủa mà bây giờ á chị có quyết định là chị cho con gái chị đến với con trai tôi không? Mình chọn ngày là tháng tốt là mình hốt luôn. Con ý con làm sao? Ý mẹ sao? Ý con làm sao? Thì má mẹ sao con vậy đó. Mẹ sao con vậy hả? Dạ. Vậy thôi mẹ theo con đi về bả làm dâu luôn ha. Bác ơi. Hả? Sao có ai lấy bác đâu? Đúng rồi. Trời ơi. Nghĩ sao vậy đó, còn chồng tới đây mà trời ơi. Con thiệt tình luôn, nó vui tính như chăng mẹ đó vậy đó. Con đừng phải gì giống tôi với chị. Mà nó nghe nè. Cái thẳng đề đó chứ. Dài dòng nó mệt quá. Rồi. Nói chung là tôi thì sao cũng được. À. Vì tụi nhỏ nó đến với nhau được thì cũng là sao chết rồi là sao má là chịu không đó trời, cho người ta qua văn xíu bà nội ơi. Mắc mệt có vài vòng nó mệt thiệt luôn á. Rồi ok là bây giờ nói chung là gia đình tôi không có gì ngoài điều kiện à, đúng rồi. Thì nói chung nhìn gì thì cũng biết rồi thì à. Con gái chị về thì không có khổ đâu thiệt. Thì nói chung là thấy như vậy là tôi cũng yên tâm. Tôi giao con gái tôi cho bên gia đình nhà chị thì tôi cũng gọi là hai ông già cũng là an ủi ha. Thì cũng mong là hai bên gia đình chị tốt với con gái tôi. Thì khi mà lấy về thì tôi sẽ cho con gái chị căn trọ. Căn trọ luôn hả? Ừ. Trời ơi. Không, cái chỗ đó thuê chị. Bây giờ thuê cái bên, tại tôi mới ở nhà trọ mà. Vậy mà sao nói nhà có điều kiện trời. Không chị bình thường mà chị. Cái điều kiện ở nhà trọ là bình thường nha. Nhà ở dưới quê á. Mình đi quên tới mấy cái nè. Thôi gì cũng được đi. Rồi ok tính vậy ha. Có gì thì cho tôi số đi. Rồi tôi về bển xong rồi tối cho chị hai chị em mình bàn bạc lại xong rồi định ngay. Ừ, nha. Cũng được.
nha. Số tôi có gì pin nó hỏi thư là ra rồi. Cảm ơn anh chị nha, cảm ơn chị là tiếp đãi đàng hoàng quá. Ra anh chị ăn trái cây nè, uống nước nè. Uống miếng nước nữa đi. Mấy mình lẩn đá thì về dọc đường ăn thì vậy. Giờ uống nước nhiều hơn bị đau. Ai mà làm gì chị? ăn đi mà, ăn đi mọi người nè. Ăn xui ăn đi hó chị. À chị. Chị ơi. Không ổn à, không phải bé nó ăn vậy là không ổn mà có chuyện rớt ra ngoài không có đâu. Chị ổn thì khi tôi ăn mà mình ăn đem dao sẽ gì nguyên trái bị bá lửa ăn cạp nữa chứ sao vậy. Ba ơi, sao trái này, ôi cái trái này chưa ăn mà sao bị mẻ lỗi ai ăn chị. Không có chuyện chuột nó lên nó ăn ổn hay á chị anh. Ôi, ơi ôi chuột ăn nó mẹ con khác gì chuột á à, cô à, trời ơi tuổi tí hôm nay làm ăn lên lắm chị hiểu không ý tôi nói gì đó. Trời ơi, thôi nói dùng mình rồi kết thúc cái buổi lễ. Bà móc mẻ má hơi nhiều hay không nha. Mình kết thúc cái buổi lễ tại đây được rồi. À, mình kết thúc buổi lễ tại đây nha. Cái này tới đây tôi sẽ đem về. Rồi xong rồi à. Gì vậy đúng rồi. Ủa là không có cho bữa nay luôn, không có cho được tên nào luôn. Không, cái này là tìm nào đã xuống chi rồi để mới cho. Tượng trưng thôi hả? Không, là chỉ tượng trưng thôi, nhìn là biết có điều kiện này. Cái này tôi nhá hàng cái thôi. Nhà có cộng gỗ. Chị yên tâm đi, nhà còn một gỗ nữa mà. Cái này là chỉ là 1/3 thôi, nhà đúng rồi, chị xuống nha. Thôi, tôi về. Rồi, cảm ơn anh chị nha. Rồi, cảm ơn anh chị nha. Rồi, con về nha hai bác. Con có cần coi vàng lại cái không? Để con ngồi biết rồi, biết rồi. Coi mà nó không có vô túi, coi chi chạm. Rồi, bữa cái, bác về nha con nha. Hai bác về. Để anh chịu thôi, bác nấu cháo vịt cho ăn. Dạ.